Kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với tin chính của ngày hôm nay trên kênh tin mới nhất. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, theo tờ báo quốc tế cho biết hôm qua, Mỹ, Nga, Triều Tiên, Ấn Độ và một số nước trên thế giới, trong đó có Liên minh châu Âu, đã ra tuyên bố sẽ hợp sức lại với nhau để trừng trị Trung Quốc. Bởi vì chính Bắc Kinh đã để cho con virus Vũ Hán, hay còn gọi là vũ khí sinh học, đi lây lan ra khắp thế giới, để đến bây giờ cả thế giới đón nhận gần 150 triệu người nhiễm và hàng chục triệu người đã tử vong. Đây chính là tội ác và tội lỗi của Bắc Kinh. Chính vì vậy, thế giới cần phải ra tay trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Chỉ có như vậy, thế giới mới được bình yên. Nghe tới đây thì chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng vậy thế giới sẽ ra tay trừng phạt Trung Quốc như thế nào? Thì cũng xin thưa với quý vị rằng có rất nhiều cách để ra tay trừng trị Trung Quốc, nhưng làm sao để diệt được tận gốc cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình mà không làm ảnh hưởng tới người dân Trung Quốc vô tội thì đấy mới là một cách tính cách nhân đạo. Người ta cho rằng rất nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Triều Tiên, Ấn Độ sẽ cho phóng tên lửa hoặc là dội quả bom phá vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Nhưng nếu như con đập lớn nhất của Bắc Kinh mà vỡ thì nó sẽ nhấn chìm 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Và khi đó thì người dân vô tội của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi. Như thế thì không thể nào mà gọi là tính nhân đạo được. Chính vì vậy thế giới đang tìm cách để ra một phán quyết khác trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Phán quyết này vẫn chưa được tiết lộ. Theo các chuyên gia phân tích, thì các nước không cần phóng tên lửa hay là dội bom con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc. Việc này thì hãy cứ để cho mẹ thiên nhiên và đấng tối cao, Đức Chúa Trời ra tay trừng trị, bởi vì mưa lũ ở Trung Quốc dường như vẫn đang tiếp tục xối xả. Hôm qua, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc trong bản tin dự báo thời tiết nói rằng hiện tại mưa bão ở Trung Quốc vẫn đang hết sức quan ngại, bởi vì những cơn mưa to đến rất to vẫn đang trút hàng triệu mét khối nước từ trên trời rơi xuống đập Tam Hiệp, khiến cho mực nước tại nơi đây vượt mức báo động đỏ tới 10 mét. Những ngôi nhà cao từ 5 đến 7 tầng bây giờ ngập tới tầng trên cùng. Hiện tại thì tình hình Trung Quốc vẫn đang hết sức khó chịu. Ngày hôm nay thì Trung Quốc vẫn cần tiếp tục đón nhận một tin được cho là vô cùng đen tối khi một điềm báo nói rằng Trung Quốc sắp bị diệt vong. Điềm báo đó đã được các trang mạng của Trung Quốc như TikTok và WeChat đã đăng tải những đoạn video cho biết những con cá hay là những đàn châu chấu bay lượn khắp bầu trời Trung Quốc. Ngoài ra thì những đám mây đen xì vẫn đang hoành hành tại 28 tỉnh thành phía Nam, phía Tây của phía Trung Quốc gây ra những trận lụt lội nghiêm trọng. Điện đường, trường trạm bị phong tỏa và người dân thì vẫn bị cô lập. Rất nhiều trường học, bệnh viện của Trung Quốc phải niêm phong. Đứng trước tình cảnh đó, cơ quan cảnh báo động đất sóng thần quốc gia Trung Quốc nói rằng trong 2 ngày nữa, Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu một trận động đất kinh hoàng ở thành phố Vũ Hán. Và nếu như trận động đất này xảy ra với cường độ mạnh thì nhiều khả năng chân móng của quần đảo Tam Hiệp sẽ không chịu nổi và khi đó nó ắt sẽ phải vỡ. Chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là sẽ bị vùi dập và đó là một tin được cho là rất đau buồn của phía Trung Quốc, thế nhưng nó là một tin rất vui cho thế giới. Bởi vì thế giới nói rằng Trung Quốc mà diệt vong thì hành tinh này mới được sống trong cảnh ấm no và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, có thể nói ra rằng các nhà tiên tri dự đoán rất đúng. Vào năm 2021 và năm 2022 là những năm tồi tệ nhất đối với phía Trung Quốc. Các nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới còn dự báo cuối năm 2022 Trung Quốc còn đón nhận nhiều tin đau buồn hơn nữa. Kính thưa quý vị, có một tin được cho là rất mới khi hôm qua tờ báo quốc tế cho biết con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc sắp bị vỡ, nhưng quân đội của chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn đem rất nhiều binh lính đi ra xây dựng các hòn đảo phi pháp ngoài Biển Đông. Ngoài ra, quân đội của Bắc Kinh còn đem quân, đem xe tăng cùng với rất nhiều vũ khí cung cấp các căn cứ quân sự mà Bắc Kinh đang cho xây dựng trên đất nước Campuchia, hòng khống chế khu vực Đông Nam Á và thách thức thế giới. Trong những năm vừa qua thì có rất nhiều tờ báo quốc tế, đặc biệt là tờ báo của Mỹ mang tên BBC News nói rằng Campuchia đã cấp cho Trung Quốc rất nhiều lô đất đẹp để Bắc Kinh xây dựng các căn cứ quân sự. Tờ báo của Mỹ cho biết chính quyền của ông Tập Cận Bình đang cho xây dựng một sân bay trong một khu rừng rậm cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia 70 km về phía đông.
Hiện tại thì sân bay này đã xây dựng được 70% và nhiều khả năng vào cuối năm 2022, sân bay này sẽ đi vào hoạt động và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho khu vực Đông Nam Á. Được biết, trong 5 năm trở lại đây, chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia rất thân cận với chính quyền của ông Tập Cận Bình. Người ta cho biết là ông Hun Sen đã sang Bắc Kinh 6 lần để hội kiến Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Năm 2021, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã bay một chuyến bay từ Phnom Penh sang thủ đô Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình hội kiến về các vấn đề quan trọng giữa hai nước. Người ta cho biết Campuchia đang là cánh tay sai đắc lực của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc đã bơm một lượng tiền khá lớn cho Thủ tướng Hun Sen để xây dựng điện đường Trường Trạm. Tờ báo Phnom Penh cho biết Trung Quốc đã tài trợ toàn bộ tiền bạc và công sức để xây dựng khu liên hợp thể thao SEA Games 32 mà Campuchia đăng cai vào năm 2022 và toàn bộ những chi phí này đều do Bắc Kinh chịu. Đổi lại, chính quyền Thủ tướng Hun Sen sẽ cấp cho Trung Quốc rất nhiều vị trí đất đắc địa trên đất của Campuchia để cho Trung Quốc đại lục xây dựng các căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng cũng như xây dựng khu đô thị của người Hoa. Nhiều ý kiến cho rằng nếu như Campuchia không cẩn trọng thì nhiều khả năng đất nước xinh đẹp chùa tháp này sẽ thuộc về tay Bắc Kinh. Khi đó thì âm mưu thủ đoạn của ông Tập Cận Bình sẽ trở thành hiện thực và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho thế giới. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng lòng tham của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình là vô cùng quan ngại. Trong những tháng vừa qua, dịch bệnh COVID-19 tàn phá rất nhiều nước trên thế giới. Thế nhưng chính quyền của ông ta vẫn đem quân đi xâm chiếm Biển Đông, đi xâm chiếm lãnh thổ của Triều Tiên, của Ấn Độ. Ngoài ra, ông ta còn đang âm mưu xâm chiếm rất nhiều mảnh đất đẹp trên đất nước Campuchia. Điều này đang gây ra những mối quan ngại cho khối ASEAN và nhiều nước trên thế giới. Mỹ liên tục cảnh báo việc Campuchia cấp đất cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia là người tham quyền cố vị. Bằng chứng rõ rệt nhất là tính tới thời điểm hiện tại, ông Hun Sen đã làm thủ tướng của đất nước Chùa Tháp tới 35 năm, từ khi ông còn rất trẻ và đến bây giờ ông đã 78 tuổi rồi, và ông ta vẫn làm thủ tướng. Trong một bài phát biểu ở thủ đô Phnom Penh, ông ta nói rằng tôi sẽ tiếp tục làm thủ tướng khi mà đến khi sức khỏe không cho phép và khi tôi về hưu. Người con trai cả của tôi sẽ tiếp tục kế vị và làm thủ tướng của đất nước Chùa Tháp xinh đẹp này. Tôi cam kết Campuchia sẽ lớn mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á, cũng như là khu vực châu Á nếu như kết thân với cả phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Campuchia trong 2 năm trở lại đây được cho là rất thân thiết với Bắc Kinh. Bằng chứng rõ rệt nhất là quân đội của Campuchia đã nhận rất nhiều xe bọc thép, vũ khí cũng như xe chuyên dụng quân đội của chính quyền Bắc Kinh. Quân đội của Bắc Kinh đã cung cấp rất nhiều vũ khí tối tân hiện đại cho chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen. Đổi lại, Campuchia sẽ lại tiếp tục cấp nhiều đất rừng và sân bay, bến cảng cho Bắc Kinh để xây dựng các căn cứ quân sự. Campuchia nói rằng nếu như có sự hỗ trợ đắc lực của Trung Quốc thì đất nước Chùa Tháp này sẽ trở thành con rồng của châu Á. Kính thưa quý vị, có một thông tin mà chúng tôi mới nhận được, đó là Campuchia đã mua rất nhiều vũ khí của Trung Quốc, xây đường băng cho Trung Quốc thuê 99 năm. Dù bác bỏ tin của báo Mỹ rằng Phnom Penh cho Trung Quốc thuê căn cứ quân sự, Thủ tướng Hun Sen lại vừa xác nhận là nước của ông mua hàng chục ngàn vũ khí của Trung Quốc. Những chi tiết hiếm hoi về các thỏa thuận mua vũ khí từ Bắc Kinh được đưa ra chỉ vài hôm sau khi mà Campuchia bác bỏ việc nước này có thỏa thuận bí mật, theo đó cho phép tàu chiến Trung Quốc sử dụng một căn cứ hải quân của mình. Phát biểu trên Facebook, khi đến thăm công trình xây sân bay, sân vận động ở Phnom Penh, món quà của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Hun Sen nói rằng chỉ trong năm nay, Campuchia đã chi 40 triệu USD mua thêm vũ khí từ Trung Quốc. Tôi đã ra lệnh mua hàng chục ngàn vũ khí bổ sung, ông Hun Sen nói, nhưng không giải thích là đã đặt mua các loại vũ khí nào. Nay chúng đang được vận chuyển tới. Các hợp đồng trước đó đạt con số là 290 triệu USD, cho phép Campuchia dùng vũ khí Trung Quốc để hiện đại hóa quân đội. Thực hư quanh câu chuyện Campuchia cho Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân. Mới đây nhất, chính quyền của ông Hun Sen gọi bài trên báo Wechesona về một thỏa thuận bí mật Campuchia-Trung Quốc để quốc gia lớn sử dụng căn cứ hải quân Campuchia là tin giả. Họ còn tổ chức cho các đoàn nhà báo nước ngoài đến xem một khu đất ở Rim Sihanouk Villa và sẽ chỉ ra rằng tại đó không hề có căn cứ nào cho người Trung Quốc cả.
Mặc dù vậy thì giới chuyên gia về an ninh quốc phòng ở nước ngoài không tin vào chiến dịch thông tin tuyên truyền đó của Campuchia. Hai báo Úc thì đã nói ra rằng Campuchia xây một căn cứ cho Trung Quốc kiểu như căn cứ Mỹ đóng ở Nhật. Trái lại, ông tin rằng đây là một quá trình từ từ, tạo vị trí bán quân sự, bán dân sự và khi cần thì Trung Quốc mới điều chuyển lực lượng tới. Ngay lập tức, Úc đã quan tâm đến chuyện này và chuyên gia an ninh quốc phòng John Blasland tại Đại học Quốc gia Australia nói Úc cần đánh giá lại bố trí an ninh vùng đồng minh trong nhóm 5 quốc gia Five Brother, Úc, Singapore, Malaysia, New Zealand và Anh. Các nước này đang kiểm soát eo biển Malacca và nếu như Trung Quốc đưa được không quân xuống Campuchia cộng với các căn cứ đã có ở Djibouti và Pakistan thì tính toán an ninh của Úc sẽ phải thay đổi. Ngay từ năm ngoái thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã lên tiếng về một căn cứ hải quân Campuchia xây ở cho Trung Quốc. Phân tích ra Mascom Davis từ Viện Chính sách Chiến lược Australia trong bài viết đăng hôm 29 tháng 7 nói rằng thỏa thuận cho phép Trung Quốc sử dụng một phần căn cứ hải quân Rim có hiệu lực trong 30 năm và sẽ được tự động gia hạn 10 năm một lần. Đáng chú ý là Rim chỉ cách biên giới Việt Nam và Campuchia có 100 km. Nếu quả thực Trung Quốc được Campuchia trao quyền sử dụng căn cứ hải quân tại đây, thì tàu chiến Trung Quốc có thể từ khu vực phía nam của Việt Nam đi lên hướng Đông Bắc để hỗ trợ cho các hoạt động khác của Trung Quốc ở dọc bờ biển Việt Nam và tại các khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đang có tranh chấp. Theo Mascom David, xây đường băng cho Trung Quốc thuê 99 năm. Vào tháng 5 năm 2019, Andrew Nachemson viết trên South China Morning Post rằng giới quan sát nghi là sân bay to trên đảo Koskong có thể dùng vào mục tiêu quân sự. Mô thức nhận đất cho thuê dài hạn để rồi có thể thu nhận vĩnh viễn đã có trong quan hệ Trung Quốc với Sri Lanka. Bài báo nói rằng Trung Quốc thuê 45.000 hectare đất trên đảo Koskong tới năm 2108, thỏa thuận là 99 năm. Tại đây thì đã cho xây đường băng là 3,4 km dài hơn sân bay quốc tế ở Phnom Penh và hơn hẳn đường băng dân sự chỉ cần tối đa là 2,8 km. Về lý thuyết thì đường băng khổng lồ này để phục vụ cho một casino vắng tanh vắng ngắt trên hòn đảo nghỉ dưỡng, theo bài báo. Dù công ty tư nhân từng có vinh dự được đón một vị lãnh đạo quốc hội Trung Quốc, ông Vương Khâm Mẫn, đến thăm dự án của Koskong. Được biết là công trình du lịch trên hòn đảo của Campuchia được chính Trương Cao Lệ, cựu phó thủ tướng Trung Quốc ủng hộ. Chúng ta hãy chờ xem là Campuchia sẽ lớn mạnh hay là bị lụi tàn nếu như phụ thuộc vào Bắc Kinh và chính quyền của ông Tập Cận Bình có thôn tính được đất nước chùa tháp này hay không, thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay thì do thời lượng có hạn, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin được kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe, vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh mới nhất mà các ban biên tập của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem.